Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa thực hiện ngay việc định vị, cắm mốc biển báo khu vực đang bị sạt lở, uy hiếp đến tính mạng tài sản của người dân ở khu vực xóm Rớ, đồng thời khẩn trương di dời các hộ dân trong khu vực đã và đang tiếp tục bị sạt lở, uy hiếp bởi chiều cường và đầu tư xây dựng khu tái định cư mới. Trong những ngày qua, trong khoảng thời gian từ 19 đến 22 giờ, sóng biển liên tiếp đánh bổ vào bờ kè xóm Rớ, vượt qua đường Đinh Tiên Hoàng, uy hiếp khu dân cư. Để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết, Ban Quản lý Dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên huy động 3 nhà thầu khẩn trương khắc phục tạm thời những đoạn kè bị sạt lở để hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Ngoài các đơn vị thi công, những hộ dân sống dọc bờ biển cũng tự làm đê bao chắn sóng bằng bao cát, chằng chống nhà cửa đề phòng sóng biển tràn bờ.